Theo lì biệt danh là đặc gì đấy, cũng ở D1 nhưng mà đi xe này B1 cơ. Rất vui được làm quen với mọi người ở đây nhé. Anh em đâu vui đây à, em giới thiệu đi. Em là Đông Cường, năm nay 16 tuổi, quê em ở Đắk Đông, ngõ 1 C1 ạ. Rất mong tập quen với chị ạ. 16 tuổi. Thông rồi, vào vị trí giới thiệu đi em. Xem sư thì giới thiệu em lên Thông. Thôi chứ mình 16 tuổi em lâu rồi. Làm bên còn nhóm sao để trở về. Hôm nay em ra lâu đấy. 18 tuổi. Rồi. Anh ơi, anh giới thiệu một chút về bản thân của mình đi anh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Triệu Phạm, là kiểm duyệt viên của nhóm Đi Thật Xa Để Trở Về. Rất vui làm quen được với mọi người ở đây. Như khoan rất thiếu anh. Trở về đâu anh? Về Đắk Nông anh. cái này là cũng rất biết là bắt về. Bạn là đội mũ đen nhỉ? Xin chào anh chị em, tên là Trung, người đang về làm công việc ở Hội Nghĩa. Bạn hiện tại đã có người yêu chưa nhỉ? Yeah. Nhóm mình nữ rất nhiều luôn. Mà nhiều bạn cũng chưa có người yêu. Em hiện tại em đang làm tại công ty Thomas. Được rồi. Chờ bạn. Đây em, giới thiệu đi em. Rồi đi anh. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình tên Thắng, mình đến từ Nam Đông. Cho em kéo. Hiện tại mình đang làm chú tài nghĩa. Rồi cảm ơn em. Em Toàn. Một gương mặt thân quen. Chào mọi người nhé, mình tên là Toàn, quê ở 48D1. Hiện tại là kiểm duyệt viên của hội tự do 48. Rất vui được HD Trấn Thành mời đến đây để tham gia buổi họp hôm nay. Anh. Xin chào mọi người nha. Mình là Hiếu, Facebook là Mưa Hoàng Tử, đến từ 48C1. Hiện. Có vậy thôi hả? Em. Mưa Hoàng Tử. Em ngại lắm. Em chào. Em thì sinh mới, em ở Bắc Ninh. Đây rồi anh, bên này cũng phải vỗ tay lành mạnh lên chứ đấy. Thấy bên kia không? Bên kia rất sôi nổi. Anh mình lên giới thiệu đi anh. Chào mọi người, mình tên là Đích Phây thôi nhé. Tên khỏi nói sau rồi, chào ngoài đường thì tên là Phái Mỹ Đích Phây á. Tại sinh sống ở Ship 2 An Mở Rộng. Công việc hiện tại đang công việc tự do, không biết đi đâu về đâu, nghĩa sống trên đất cũng nên. Chỉ thế. Vỗ tay đây. À em. Chào mọi người nha, em tên là Thái Hoàng, em mới vào nhóm, em ở Đồng Tháp một tiếng. Một thanh niên rất đẹp trai nhưng mà hơi có một chút ngượng ngùng các bạn ạ. Rồi cho bạn một tay nào. Rồi cho thằng. Rồi ok, em ơi, mình giới thiệu đi em. Em là rồi. Cảm ơn em hôm nay đã đến có mặt cùng chung vui cùng nhóm nha. Xuyên ơi, đây là một gương mặt rất thân quen và cũng rất là xinh gái. Em xấu nhất hội rồi. Em chào mọi người nha. Em nhìn trước vô bàn dân thiên hạ đấy em. Cho phép em được trên một cái. Rồi nói đi em. Em tên Duyên, 18 tuổi. Em ở Vĩnh Hưng. Ơ
Chắc hẳn gương mặt này nhiều người cũng biết em rồi đấy. Anh chưa biết. Tại vì em hay đi. Rất vui được làm quen với mọi người nha. À, giới thiệu đi bạn. Mình chỉ giới thiệu mình tên Truyền. Đó, anh họ của Sơn, rất vui được làm quen với mọi người. À, mình bao nhiêu tuổi và làm việc tại đâu rồi? 23 tuổi làm việc tại Nguyên. Đúng rồi, mình giới thiệu là đầy đủ một tí anh em mới biết được. À em ơi. Em ừ. Chào mọi người nha, em tên là An, em là em bao nhiêu tuổi em? Thôi em giấu tuổi. Em 8 tuổi. À, sau đây đến bạn Phụng nha. À, sau đây là idol Phụng, giới thiệu một chút về bản thân cho anh em biết được không em? Chào tất cả mọi người nhá. Mình tên là Phụng. Hiện tại đang làm việc ở V-Ship 2. Rồi nói đi em. Năm nay mình 24 tuổi. Hiện tại vẫn còn đang độc thân. Rồi. Xin hết. Anh em nào muốn nhậu hay giao lưu gì đó thì tìm bạn Phụng sẽ tiếp đón tại chỗ. À, anh giới thiệu đôi chút về bản thân mình anh. Dạ mọi người, mình là Lê Tuấn, 48D1, làm việc ở Sài Gòn. Đấy thôi. À, anh đã có người yêu chưa? Chưa. Rồi, nhóm mình đây, trời ơi, ế quá trời luôn. À, anh Hải Vina Chè, giới thiệu một chút đi anh. Tổng giám đốc của công ty Chè Thái Lan. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Trần Hải, năm nay 33 tuổi. Công việc mình bán chè. Cảm ơn các bạn đã được giao lưu với bạn. Mong một ngày đó chúng ta có thể gặp nhau hơn nhiều hơn. Tay đâu? Em đứng lên giới thiệu em ơi. Đâu, anh kêu một chè đâu. Chào mọi người nhá. Em là Ngân. Hiện tại em đang làm ở Grozy. Em ở 48C1. Mọi người cứ gọi em là Ngáo nha. Em 18 tuổi chưa có người yêu. Nhưng mà em tìm gái thì em không tìm trai. Toàn em trai. Mẹ mẹ lụng. Mẹ lụng cho con rồi. Năm nay em 18 tuổi. Hiện tại em đang làm trên hội nghiệp. Rất vui được gặp quen với mọi người. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Dạ, cảm ơn bạn đã tham gia cùng nhóm. Vỗ tay rồi, nãy giờ vỗ áo nhưng mà gần đến không vỗ. Rồi à, đến lượt mình luôn rồi bạn. Xin chào tất cả mọi người, em tên Sơn, hiện tại đang ở Thủ Dầu. Rất mong em ở 47, rất mong giao lưu với anh chị 48. À Hoài ơi. Hoài. Chạy đi đâu cho trời khỏi nắng em. Ở đây anh tên Hoài. Em mà không thấy tôi học tiếng này thì cứ trời mưa luôn đấy. Đúng rồi, đáng Hoài ơi. Từ tin khuê cả tính. Đi ở đây xin xe khút. Hôm nay phải giờ chương trình này chứ. Vỗ tay rồi thì đứng lên. Phát trực tiếp và quay thẳng mặt người ta thì sao tôi dám nói trời. Quay cái chỗ đó thấp thấp. Được rồi. Nhìn sang bên kia. Từ từ lấy cái áo cho em. Hai mà. Em xin hết. Anh em ở đây thì có hơi nhiều biết. Bất tiên rồi chứ.
Alo, lô cạc. Chắc là cũng hết rồi.